Ok, hôm nay mình muốn lưu lại một chút kiến thức của nhân số học và đồng thời cũng luyện luôn xem cho một người tiếp theo. Hôm trước thì mình có xem cho mình rồi. Hôm nay mình sẽ xem cho một người hiện tại đang ở ngay gần kề bên mình. Đó chính là sếp nhà mình. Sếp nhà mình sinh ngày 25 tháng 1 năm 1992. Số chủ đạo số 11. Số 11 thì nó là con số master. Số master tức là số bậc thầy. Trong nhân số học thì số 11 là con số đỉnh cao ấy, gọi là con số đỉnh cao ấy. Đỉnh cao thì cũng nghĩa là nhiều tiềm năng cao, trực giác cao, hòa đồng, kết nối, cá nhân sáng tạo. Con số 11 nó có hai yếu tố của vừa con số 1 và vừa con số 2. Số 1 thì tượng trưng cho cá nhân cao, cái tôi cao. Số 2 là hòa đồng và kết nối. Ngoài ra thì con số 11 thì nó có đặc điểm là trực giác cao về tâm linh. Năm nay là năm 2021. Năm 2021 tính tổng lại bằng 5, ngày sinh, tháng đẻ tính tổng cộng lại bằng 8. Tổng cộng lại là 13. 13 bằng 1 cộng 3 bằng 4. Con số 4. Con số 4 là đáy, đáy của chu kỳ 9 năm. Mình nhận xét luôn, mình là người có thể nói là cũng hiểu sếp nhà mình khá là rõ. Trực giác cao, sếp nhà mình có trực giác cao về mặt tâm linh. Cái này mình xác nhận, hòa đồng kết nối chính xác luôn, sếp nhà mình cực kỳ hòa đồng, có rất nhiều bạn bè, cá nhân sáng tạo, hơi bướng, sáng tạo thì mình chưa thấy mạnh ở điểm này, điểm cá nhân là điểm đang thấy rất là mạnh. Ok. Nhìn về năm nay là năm đáy. Có con số 4 đó là cái năm năm đáy nhất của tất cả các con số. Ngẫm lại thì mình thấy nó cũng đúng. Nó tượng trưng cho những điều không mong đợi nó đến, nó tượng trưng cho những thử thách, nó tượng trưng cho những khó khăn. Thì đúng là năm nay, từ đầu năm đến giờ, sếp nhà mình đã phải vượt qua cũng khá khá là thử thách, khó khăn, đau buồn cũng có. Thì cái này mình thấy là khá là đúng. Tiếp theo là năm đỉnh, đỉnh điểm đầu tiên của sếp nhà mình rơi vào năm 25 tuổi. Đỉnh điểm thứ hai năm 34 tuổi, đỉnh điểm thứ ba 43 tuổi và đỉnh điểm thứ tư 52 tuổi. Thì sếp mình đã trải qua đỉnh điểm đầu tiên năm 25 tuổi. Giờ đây cái đỉnh điểm đầu tiên của sếp nhà mình có con số 8. Con số 8 thì nó tượng trưng cho sự độc lập. Số 8 nó gấp đôi số 4. Như theo mình có tìm hiểu thì con số 4 nó tượng trưng cho vật chất, nề nếp, ngăn nắp, sắp xếp, kỷ luật. Thì con số 8 nó gấp đôi lên như vậy và nó thêm được cái tính độc lập nữa vào. 25 tuổi thì mình có hỏi sếp mình là có việc gì xảy ra vào năm 25 tuổi không? Thì năm 25 tuổi sếp mình bắt đầu cuộc sống mới, độc lập ở Sài Gòn. Bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống mới, bắt đầu có những mối quan hệ mới, bắt đầu có công việc mới, bắt đầu có nơi ở mới, sắp xếp kỷ luật, ngăn nắp, tất cả mọi thứ. Độc lập, bắt đầu một cuộc sống mới ở Sài Gòn một mình. Thì đây, đúng đỉnh điểm năm 25 tuổi. Vậy là cũng đúng luôn, cực kỳ thú vị, cực kỳ hay. Tiếp theo nữa là về tính cách. Về tính cách thì ở đây mình có vẽ ra cái bảng, bảng để mình xem được là sếp mình có tính cách như thế nào. Hai con số 1. Hai con số 1 thì đây là người có cuộc sống ổn. Người có hai con số 1 là người có cuộc sống ổn. Tiếp theo sếp nhà mình có hai con số 2. Hai con số 2 trực giác mạnh. Trực giác mạnh tức là cái cảm giác, cái trực giác, cái ấn tượng mình cảm nhận về một sự việc, về một con người nào đó ban đầu nó chuẩn. Thì cái trực giác này nó mạnh, nó cảm giác tốt. Con số 5, yêu thích sự tự do và kết nối. Tự do và kết nối có luôn. Sếp nhà mình cũng thích tự do và cũng rất thích kết nối giỏi, rất nhiều mối quan hệ, rất nhiều bạn bè. Cuộc sống thì ổn, mình thấy cuộc sống của sếp nhà mình khá là ổn, trực giác cũng tốt. Trực giác tốt. Hai con số 9, ước mơ, khát vọng, hoài bão, lý tưởng, trách nhiệm lớn, cũng đúng luôn. Cái này mình cũng xác nhận. Vậy thì nhìn vào đây, sếp nhà mình có một mũi tên 159, mũi tên quyết tâm. Quyết tâm thì mình thấy là nó tùy thuộc vào việc đó là việc gì. Nếu mà sếp nhà mình có một đợt đã quyết tâm ăn chay, hình như mình nhớ là 2 năm hay 1 năm gì đó,
để phát nguyện cầu xin cho bà hay ông được khỏi bệnh. Thì đối với mình là một người không ăn chay, khoảng 1-2 năm trở lại đây thì mình có ăn chay một tháng có 4 lần thôi, 4 ngày. Thì mình thấy để mà ăn chay được cả 1 năm, 2 năm mà đùng một phát, không phải là từ từ đi lên mà đùng một phát quyết định mình sẽ ăn chay 1 năm hay 2 năm. Để ra được quyết định đó thì phải là người có một sự quyết tâm rất là lớn, mũi tên quyết tâm. Nhưng mà đây là tùy thuộc vào công việc, nó phải có một cái mục đích gì đó đằng sau cực kỳ mạnh, nó phải đủ. Thì ở đây theo như mình nhìn thì sếp nhà mình không có mũi tên trống nào, chỉ có những con số trống thôi. Nhưng mà đối với mình thì không có mũi tên là nó trống, để mình xem là có đúng hay không. Ok, không có mũi tên nhất, mũi tên trống 1 2 3, không có kế hoạch, chuẩn luôn. Sếp nhà mình làm mọi thứ theo cảm giác, theo trực giác mạnh mà. Thế nên là làm mọi thứ gần như là không có kế hoạch, thích là làm thôi. Mũi tên trống 147 hỗn độn không ngăn nắp, chuẩn luôn. Cái này chuẩn. Mũi tên trống 258 nhạy cảm dễ xuống tinh thần, cũng đúng, tinh thần hay lung lay. Trống mũi tên 369 trí nhớ ngắn hạn, cái này mình cũng thấy đúng luôn. Đặc biệt ở đây là khó nhớ đường. Trống mũi tên 357 hoài nghi, mình chưa thấy đúng lắm. Chứ mình cũng hay tin người, cũng ít khi đặt câu hỏi hoài nghi. Tên 456 thất vọng chán trường. Thất vọng chán trường à? Cái này thì mình chưa nhận xét được, mình chưa biết. 789 thụ động. Thì như mình nói ở trên, để sếp nhà mình làm một cái gì đó thì phải có một cái lý do nhất định, lý do chính đáng, lý do đủ mạnh thì mới kích thích được sếp nhà mình làm nó. Ok, hôm nay mình sẽ xem thêm cả cái tên gọi, vì cái tên gọi cũng là một cái mà nó đi theo cái tên mình, nó đi theo mình từ lúc mình sinh ra đến lúc mình chết đi. Nó cũng có cái tần sóng rung động. Thì theo nhân học, mỗi một chữ cái nó có một cái con số tương ứng đi kèm đó, thì mình có thể quy đổi ra thành những con số. Đây là bảng tên gọi của sếp nhà mình. Theo như bảng tên thì sếp nhà mình có 1, 2, 3, tức là làm việc có kế hoạch. Đoạn này phân tích nó mới thú vị này. Ở đây thì trống 1, 2, 3, làm việc không có kế hoạch. Nhưng mà ở bên này, theo cái tên thì lại có 1, 2, 3, làm việc có kế hoạch. Mình suy ngẫm lại thì từ khi mình quen sếp nhà mình thì mình thấy sếp nhà mình làm việc đúng là không có kế hoạch thật. Nhưng sếp nhà mình ngày trước lại là lớp trưởng và học rất giỏi. Ở bên này trống 369, 369, ai mà có 369 là học giỏi, trí nhớ tốt. Nhưng mà ở đây lại trống 369, trí nhớ ngắn hạn, đi đường rất hay quên, cũng hay quên mọi thứ. Nhưng mà ở đây theo cái tên thì lại có 369. Thì mình mới có suy nghĩ là nó sẽ tùy thuộc vào cái động lực, nó sẽ tùy thuộc vào cái công việc, rồi cái quyết tâm của người đó ở công việc đó như thế nào. Thì ở đây ví dụ như việc học, cái môi trường xung quanh, sếp nhà mình ngày trước là lớp trưởng trường chuyên văn Hà Tĩnh và có cái tên mang con số 369, lớp trưởng trường chuyên. Thì mình nghĩ là ngày trước mình cũng học lớp gần chuyên, tức là cái lớp mà nằm sát lớp chuyên. Thì mình thấy mình ngưỡng mộ lắm những cái bạn lớp chuyên, là nó kiểu như là một cái đẳng cấp khác rồi. Thế nên là mặc dù ở đây hiện tại thì trong cuộc sống mình thấy là sếp nhà mình có trí nhớ ngắn hạn, làm việc không có kế hoạch, nhưng mà trước đây hồi còn đi học thì sếp nhà mình học hành có kế hoạch và cũng học giỏi, có trí nhớ dài hạn do cái tên. Vậy nên kết quả học tập rất là tốt và chăm. Thì đấy là cái mình thấy khá là thú vị. Tiếp tục nữa là sếp nhà mình không có 258, nhạy cảm dễ xuống tinh thần. Nhưng mà ở bên này theo cái tên thì lại có 258. Thì đúng là sếp nhà mình rất nhạy cảm và dễ xuống tinh thần, nhưng mà sếp nhà mình được cái tính là thoải mái, hay quên. Giận cái là một lúc sau là quên luôn. Thế nên là rất là dễ chịu. Thế nên cái tên gọi nó lại bù cho cái ngày sinh, rất là hay, cực kỳ thú vị. Hoài nghi, trống mũi tên hoài nghi, nhưng mà cái tên có mũi tên 357. Trống mũi tên trống 357 là hoài nghi, mũi tên 357 là nhạy bén với tâm linh. Vậy thì hai cái này nó có cái gì đó nó liên kết với nhau.
nhạy bén với tâm linh và hoài nghi. Hoài nghi và nhạy bén với tâm linh. Thì theo mình hiểu, theo mình logic mình xen kẽ nó lại, tức là nếu mà mình hiểu về tâm linh, hiểu về những cái gì đó, về vũ trụ, về về tôn giáo, về tâm linh, về những cái mà khoa học không giải thích được, thì mình sẽ hết hoài nghi, thì mình sẽ biết và mình sẽ không hoài nghi nữa. Sếp nhà mình thì chăm tụng kinh, cũng quy y, cũng đọc Phật pháp. Ở đây do cái tên gọi có mũi tên nhạy bén về tâm linh nên là khắc phục được cái mũi tên hoài nghi. Thảo nào mình thấy sếp nhà mình ít khi hoài nghi lắm, có lòng tin, rất có lòng tin. Sếp nhà mình trồng mũi tên 4, 5, 6, thất vọng chán trường. Bên này cũng trồng 4, 5, 6. Nhưng mà cái này thì mình lại chưa cảm nhận được là sếp nhà mình có cái tính thất vọng chán trường. Thất vọng thì không có. Cũng có. Nhiều lúc mà không không đạt được cái gì thì cũng hay thất vọng. Nhưng mà ngắn, rất là ngắn. Mau quên. Thất vọng tí nhưng mà lại ok được luôn. Trồng mũi tên 789 thụ động. Ok, thì như ở đây mình có để ý thì mình thấy là cái tên có 789, tức là hành động, mũi tên hành động. Thì ở đây mình thấy nó cũng tùy vào cái công việc, cái tính chất của sự việc đó, nó khẩn cấp hay là nó quan trọng như thế nào thì sếp nhà mình hành động. Còn cái này nó mới gọi là thú vị này. Sếp nhà mình thì mình thấy có tính hỗn độn, không ăn nắp. Ở đây thiếu 147, bên này cũng thiếu đúng số 4, thành ra thiếu đúng mũi tên 147. Nghĩa là cả hai đều trống. Thì mình thấy từ trước đến giờ đúng là sếp nhà mình không ngăn nắp thật. Bây giờ có những cách khắc phục nào? Khắc phục bằng cách là điền những con số ảo vào đây. Thì theo mình thấy cái tên này mình mà ghép vào đây thì nó lại thành là nó đầy đủ hết, nó hoàn hảo quá. Nên là những cái mũi tên này nó chỉ phù hợp với những sự việc nhất định nào đó có cái tính chất kích thích người đó. Ví dụ như việc học là do bắt buộc ngày trước phải học, bắt buộc ngày trước phải sắp xếp học của kế hoạch, bắt buộc ngày trước do cái môi trường xung quanh học và đạt điểm cao. Nên là khi sếp nhà mình có cái tên, có những cái mũi tên phù hợp đi kèm thì sếp nhà mình phát triển được. Ở đây là học của kế hoạch và học giỏi, trí nhớ tốt. Nhưng mà khi bây giờ không phải bắt buộc đi học nữa, bây giờ là cái lúc sếp nhà mình không bị ép buộc làm một cái gì cả. Bây giờ sếp nhà mình phải tự quyết định mình muốn làm cái gì và mình muốn phát triển được cái gì. Thì mình thấy cái bảng này nó khá phù hợp, nó rất phù hợp với thời điểm hiện tại. Còn cái bảng này, những cái mũi tên đã có này, nó chỉ phù hợp với những hoàn cảnh nhất định, những tình huống nhất định. Và những hoàn cảnh, những tình huống đó thường là bắt buộc mình phải làm cái đó, bắt buộc mình phải quyết tâm ở cái đó. Sếp nhà mình đang thiếu ở đây của con số 3. Để có mũi tên, có kế hoạch. Thì hiện tại sếp nhà mình đang học cái toán, đang học cách tính toán chi tiêu trong gia đình, đang học nói chung là học khá nhiều. Học rất nhiều thứ. Tức là khi học thì mình sẽ điền con số 3 ảo ở đây. Thì thông qua việc học, thông qua việc tính toán thì tự nhiên sếp nhà mình làm mọi thứ có kế hoạch hơn, tính toán chi tiêu có kế hoạch hơn. Ví dụ như là tháng tới mình mới được mua một bộ quần áo mới chẳng hạn. Thông qua việc học, sếp nhà mình làm việc có kế hoạch hơn. Chính xác luôn. Mũi tên 258, nhạy cảm, dễ xuống tinh thần. Cách khắc phục, điền con số 8. Điền con số 8 vào đây bằng cách thiền và tụng kinh. Con số 8 tượng trưng cho trí tuệ và sự cảm thụ. Thì khi thiền và tụng kinh thì tự nhiên cái tâm mình nó lặng xuống, mình kiểm soát được cảm xúc, mình mở mang thêm được, mình có cái góc nhìn khác. Nhưng mình vẫn tự cảm nhận là mình sẽ có một cái góc nhìn khác về cuộc sống. Thì thông qua đó mình sẽ bớt đi cái sự nhạy cảm, bớt đi cái dễ xuống tinh thần. Dễ xuống tinh thần tức là khi mình gặp một chuyện gì đấy nó đến với mình mà không vừa ý, khó khăn hay là biến cố hay là gì đó thì mình có những suy nghĩ tiêu cực. Suy nghĩ tiêu cực mình bị xuống tinh thần. Nhạy cảm là mình nhạy cảm những công việc đó, mình phản ứng với những công việc đó nó quá, mình phản ứng nó bị theo cảm xúc. Thông qua việc thiền và tụng kinh thì mình biết thêm được một cái
góc nhìn khác về cuộc sống, về những trải nghiệm, về những khó khăn, về những biến cố, về tất cả mọi thứ nó đến với mình. Mình đón nhận nó bằng cái tâm trí nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn và khác. Như mình đón nhận với nó là những bài học, những trải nghiệm. Thì đây, mình đến con số 8 ảo vào đây. Sếp nhà mình rất chăm tụng kinh. Thiền thì chưa nhưng mà tụng kinh. Vậy nên sếp nhà mình cũng đã điền được con số 8 ảo vào đây. Để điền nốt con số 4, con số 6, con số 7. Thì con số 4 làm việc nhà. Thông qua làm việc tay chân thì tự động cái tính cách nề nếp, ngăn nắp, kỷ luật nó được điền vào đây. Con số 6. Con số 6 là sáng tạo, yêu thương và gia đình. Cái này thì sếp nhà mình có luôn. Thế nên là cũng có con số 6. Và con số 7 là con số trải nghiệm mọi thứ để rút ra bài học. Ok, thì hiện tại mình đang thấy là cuộc sống đang sắp xếp cho sếp nhà mình đang học, dạo này có chăm học hơn, rất tự giác học, làm việc. Sếp nhà mình cũng nấu ăn ngon, chăm làm việc nhà, cũng yêu thương gia đình. Trải nghiệm thì như ở năm nay đang là năm đáy của chu kỳ 9 năm, thì mình thấy là sếp mình đang trải qua một vài khó khăn, cũng có thể gọi là lớn. Nó cũng mang lại những cái trải nghiệm cho sếp nhà mình, để sếp nhà mình rút ra được bài học nào đó. Thì đấy là cuộc sống đang đưa những trải nghiệm đến cho sếp nhà mình, và để sếp nhà mình học cách vượt qua những cái bài học đó, học cách nhìn ra vấn đề, nhìn ra những bài học. Và thông qua việc điền con số 8 thì sếp nhà mình phản ứng lại với những cái bài học đó một cách nhẹ nhàng, không bị nhạy cảm, không bị dễ xuống tinh thần, lúc nào cũng có thể vui lại được mà không bị suy nghĩ về nó quá, không bị xuống tinh thần, không bị áp lực về nó quá. Ok, thôi hôm nay mệt nên là mình chỉ xem những điểm chính vậy thôi. Cố mỗi ngày một tí, mình mỗi ngày mình sẽ cố gắng mình học một tí, xem một tí và lưu lại. Thì lúc nào mình quên thì mình lại lôi ra mình xem. Nhưng mà một cái mình thấy là nó cực kỳ thú vị, cực kỳ hay. Bởi vì nếu mà mình phân tích, mình xen kẽ tất cả mọi thứ lại với nhau thì nó đúng, cực kỳ hay.